Sáng ngày 10 tháng 11, ngay sau khi có thông tin hai ca dương tính với SARS-CoV-2 tại phường Tiến Thành, các lực lượng phòng chống dịch của phường đã lập tức triển khai các biện pháp cần thiết. Từ việc phong tỏa tạm thời khu nhà trọ nơi hai ca F0 sinh sống trước khi đưa đi cách ly, cho đến lấy mẫu xét nghiệm truy vết F1, F2, đều do lực lượng phòng chống dịch của phường thực hiện, thay vì do lực lượng phòng chống dịch của thành phố Đồng Xoài làm như trước đây. Vừa qua, tại Đồng Xoài xuất hiện một số ổ dịch COVID-19 mới trong cộng đồng và khu công nghiệp, một số ổ dịch chưa rõ nguồn lây. Cụ thể, trong 10 ngày đầu tháng 11, thành phố đã ghi nhận 140 ca F0, hơn 200 trường hợp F1 và hàng trăm trường hợp F2. Mặt khác, thành phố đang tập trung ưu tiên cho các chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, nên nguồn nhân lực bị phân tán. Do đó, chủ trương giao cho các phường xã chủ động trong việc huy động điều tiết lực lượng phòng chống dịch theo tinh thần 4 tại chỗ trong thời điểm hiện nay là phù hợp. Hiện nay, dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều xã phường của thành phố, nguồn lây rất đa dạng. Trong số 8 ổ dịch mới phát sinh thì nguồn lây chủ yếu từ các cơ sở dịch vụ ăn uống, nơi tập trung đông người. Vì vậy, bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng chức năng thì người dân thành phố cần nâng cao ý thức phòng chống dịch COVID-19.